chào anh chị và các bạn nha. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay lại là em đây, anh Thư sẽ tiếp tục giới thiệu với anh chị một cái dòng xe tay ga cao cấp, một cái kiểu dáng rất là thời thượng luôn của thương hiệu Ý nha. Thì bây giờ em mời anh chị đi một vòng con xe này với em ạ. Đó, thì trước mắt anh chị đó là chiếc Vespa đời 2020 luôn nha. Đó, màu đỏ rất là nổi bật nè, màu đỏ nhám, rất là đẹp luôn. Độ mới của xe thì còn hơn 95% luôn á, em thấy là vậy. Mình đi vào phần đầu xe này nha. Đây, nó lên đèn led 2 tầng rồi nè. Đó, đèn led 2 tầng luôn rồi nha. Nó ốp những cái đường nét carbon nè, nhìn rất là xịn luôn. Ốp nè nha. Rồi, có dòng chữ Vespa nổi bật ở trên cái nền đỏ này. Iago nè, thương hiệu của nó nha. Cái thanh, có ba cái xe cũng màu đỏ luôn, đỏ tươi hơn, nhìn nó cái xe nó rất là sang chảnh luôn á. Đây, xuống cái phần mở dè cũng còn rất là mới luôn. Cái này thì đi một cái dàn mâm màu đen bóng nha. Đó, anh chị có thấy áo tán này kia, heo dầu nè, mọi thứ cũng còn rất là mới luôn. Và đương nhiên đời này thì nó sử dụng là tháng ABS rồi. Đó, mình đi xuống cái phần dàn áo phía bên đây nha, được, cũng được ốp carbon luôn rồi. Đây, có thảm nha, thảm lá chân luôn, nên là chủ cũ xe rất là kỹ, không có bị chày xước gì hết á. Đó, mình đi vào thùng nè. Với Vespa thì em kêu đây là cái thùng nha, nó không có bị biến dạng gì hết, không có chày xước gì luôn, xe rất là keng luôn. Em ring nha, chữ ring nè, dầu Vespa ring. Đèn thì đèn hậu đó là đèn led rồi, em rất thích cái đèn của Vespa này luôn á, bật lên nhìn nó rất là đã. Nhan thì vẫn là đèn halogen. Đó, cái cản thì là màu đen nhám nè. Xuống phần phía dưới một xíu. Đó, ở đây cũng có một dòng chữ Vespa tương tự như bên kia ha. Xuống đây nè, ốc nè, vẫn còn nước xinh xinh của hãng luôn. Đó, phần nồi cũng rất là sáng. Này thì nó sử dụng động cơ AGS rồi nha, nên mình vận hành nó sẽ êm hơn và như là nó tiết kiệm nhiên liệu hơn cho mình luôn á. Đây, cái yên cũng còn rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết nó phải màu rất là đã ha. Hai bên đây nè, nói chung ở đây chính giữa giống như một cái điểm nhấn vậy đó. Đây, lên phần trước thì những cái công tắc này còn rất là sáng, không có bị mờ một xíu nào luôn á. Em sẵn em mở chìa khóa em báo đô luôn nha. Đó, xe mới chạy được có 4.147 km thôi, rất là keng luôn. Đây, nút mở yên bằng yên điện nha. Phần cốp rất là rộng, có chống sốc và chống nhiệt luôn nè. Đó, chống hấp thụ nhiệt luôn, mình để đồ mình không có sợ bị nóng. À, chi tiết nó còn rất là mới luôn á. Nhiên ở trước cũng có một cái cốp phụ, và ở trong cốp phụ sẽ có cái thanh mở cốp và một cái để mình kết nối, mình sạc điện thoại này kia, đi đường cũng rất là tiện luôn nha. Thì nãy giờ mình đã cùng nhau đi một vòng của chiếc này rồi, thì em xin nhắc lại, đây là Vespa riêng đời 2020 nha. Đó, phiên bản ABS 125 ABS luôn. Thì đang bán được Thành Tâm với giá là 6x thôi. Đang bán tại Thành Tâm với giá là 6x thôi nha. Em xin nhắc lại là 6x thôi, rất là rẻ luôn. Thì anh chị nào mình có quan tâm hơn cái x đó là bao nhiêu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại em để dưới phần mô tả nha. Thì video em chỉ giới thiệu đến đây thôi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Nhớ like, share và subscribe để có thể xem thêm nhiều video về xe hơn nữa của bên em nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.